Hello, mến chào cô chú anh chị. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlog trong cái bản tin ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay Tiến lại tiếp tục cập nhật và chia sẻ đến cho cô chú anh chị thêm một số những cái thông tin mới nhất liên quan tới vụ việc mà tranh giành tài sản nhà của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Đặc biệt là cái tin ngày hôm nay rất là nhiều tin hot nha cô chú anh chị. Và bảo đảm rằng á, mẹ con cô Sáu mà nghe tin này là chắc mắc ăn mắc ngủ nữa rồi cô chú anh chị. Quý vị không nghe sai đâu. Hơn 30 luật sư tình nguyện đứng ra để mà bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Hồng Loan ở thời điểm hiện tại nha cô chú anh chị. Thì một chút nữa em sẽ chia sẻ chứ không phải là nói xạo hay là nó không có căn cứ nha cô chú anh chị ha. Đó là thông tin đầu tiên. Cái thông tin thứ hai cũng chính một người thân của cố nghệ sĩ cũng đã lên tiếng để mà tiết lộ rằng là Hồng Loan là con ruột của cố nghệ sĩ 100%. Và cái thứ ba ở đây là ông sạc pin vừa lên tiếng về câu chuyện là sao kê, thì coi ông sạc pin nói như thế nào nha. Đó thì đây là toàn là tin hot thôi nha cô chú anh chị ha. Đó thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào cái câu chuyện là 30 vị luật sư là gồm những ai ai đứng ra để mà bảo vệ Hồng Loan nha cô chú anh chị ha. Nghe không lầm đâu cô chú anh chị ha. Thì quý vị biết rằng á, luật sư Ngọc á, Nguyễn Tiết Ngọc á, đây nè, đã vị thấy thời gian vừa qua là đồng hành cùng chị Hồng Loan trên con đường pháp lý ha cô chú anh chị ha. Thì chị mới chia sẻ một bài như thế này nè. Chưa định bộc bạch nhưng nhân chuyện sau chuyến công tác miền Tây yêu thương, rồi bạn bè liên tục nhắn tin gọi điện hỏi thăm phải nó là luật sư bảo vệ Võ Thị Hồng Loan không? Mấy bác lớn tuổi ở gần công ty nó cũng chặn đường lại hỏi, rồi các cô dì chú bác ở quê cũng hỏi, ở miền Tây bà con yêu mến chú Vũ Linh, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nhiều lắm. Vì trước đây yêu thương mến mộ chú Vũ Linh nên giờ bà con dành hết tình yêu thương ấy cho bé Loan, Hồng Loan con gái chú Vũ Linh. Nó cũng gọi Hồng Loan là bé Loan vì thương bé Loan như em. Hồng Loan bản chất hiền lành, chân thật và tâm tánh lương thiện nên mọi người yêu thương Loan là tất nhiên. Chẳng phải vì nó là luật sư của Hồng Loan mà nói những cái lời bảo vệ cho Loan. Nó tin là bất cứ ai tiếp xúc với Loan chắc chắn sẽ thương em ấy. Đơn giản vì điều gì xuất phát từ trái tim chắc chắn sẽ đến với trái tim. Nhân chuyện trên mạng có nhiều thông tin thắc mắc về luật sư của Hồng Loan. Nó xin nói rõ để cô dì chú bác anh chị và các bạn yêu thương Hồng Loan được rõ là Hồng Loan đang được rất nhiều sự bảo vệ. Từ khi Hồng Loan bị kiện, Hồng Loan và Hồng Ni, Ni Nam Mát Nguyễn nè, có nhờ luật sư công ty luật trách nhiệm hữu hạn Tâm Quan bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Loan. Hiện tại Tâm Quan có hơn 30 luật sư là các luật sư các bạn đều đang bảo vệ cho Hồng Loan, bảo vệ lẽ phải nha cô chú anh chị. Quý vị thấy không? Cái này nha, hơn 30 luật sư thì 30 luật sư này nè cùng đang bảo vệ cho Hồng Loan nha. Bởi vì những cái người mà lên mạng vu khống xúc phạm Hồng Loan cho nhiều đi ha thì không thiếu vi bằng để mà lập đâu ha. 30 người luôn cô chú anh chị. Nè, còn nói rõ họ tên luôn nè để cho mọi người tâm phục khẩu phục luôn. Đợt này là mẹ con cô Sáu là ăn ngủ không ngon rồi. Bình thường kiếm một hai luật sư không ra, còn bây giờ 30 luật sư đến ra bảo vệ luôn. Trời, đợt này mẹ con cô Sáu hết cách luôn rồi. Đó, luật sư Nguyễn Tiết Ngọc là luật sư luôn bên cạnh Hồng Loan, và còn có luật sư Nguyễn Trọng Ăn, giám đốc công ty Tâm Quan, và thầy luật sư Lê Minh Nhật, trưởng văn phòng luật sư Lê Minh Nhật, cố vấn Tâm Quan, giảng viên học luật Học viện Tư pháp, vẫn luôn đồng hành cùng Loan và Hồng Ni nhé. Về thắc mắc, cô luật sư Trương Thị Hòa có phải là luật sư của Hồng Loan không? Cô Trương Thị Hòa là tiền bối sư tỷ của thầy nó, luật sư Lê Minh Nhật. Cô Hòa cũng đang là giảng viên đã từng dạy nó ở Học viện Tư pháp, là cô giáo của nó. Cô Hòa cũng thường tham dự các lớp chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp, các lớp chuyên đề do văn phòng luật sư Lê Minh Nhật và công ty luật trách nhiệm hữu hạn Tâm Quan tổ chức học tập định kỳ cho các luật sư, nên cô Hòa rất thân tình với các luật sư ở Tâm Quan và Tâm Quan yêu mến cô, yêu quý cô. Mặc dù cô Hòa không phải là luật sư chính thức đăng ký bảo vệ quyền cho Hồng Loan, nhưng cô Hòa chắc chắn bảo vệ lẽ phải, bảo vệ Hồng Loan. Đó,
Rồi thêm cô luật sư Trương Thị Hòa nữa rồi. Đợt này mẹ con cô Sáu là toan thiệt rồi nha cô chú vậy ha. 30 luật sư, chưa nói gì tới luật sư rất là nổi tiếng đó là cô Trương Thị Hòa nữa. À, thì đợt này là mẹ con cô Sáu gọi là tiền mất tật mang rồi cô chú anh chị ha. Gậy ông đập lưng ông rồi. Nhân chuyện có nhiều cô dì chú bác anh chị và các bạn yêu thương hỏi, yêu thương bé Lon nhắn tin, gọi phone trên Facebook cho nó để hỏi thăm tình hình của Lon. Nó xin trân trọng và biết ơn những tình cảm chân quý đó. Nhưng vì tính chất công việc của luật sư, mỗi ngày nó cùng các luật sư đồng nghiệp đều đi tòa án, đi công tác, làm việc ở các cơ quan hoặc làm việc họp hành liên tục nên rất ít thời gian để có thể đáp ứng hết sự quan tâm của cô dì chú bác anh chị và các bạn yêu thương bé Lon. Luật sư mong mọi người hết sức thông cảm cho cô dì thông cảm và cô dì chú bác anh chị và các bạn theo dõi tin tức diễn biến vụ việc liên quan tới Hồng Loan thông qua báo chí chính thống. Bởi khi diễn biến mới thì luật sư sẽ thông tin tới cơ quan báo chí để báo cáo quan tâm, sẽ tiếp cận thông tin đưa ra một cách khách quan và toàn diện. Cuối cùng mong mọi người luôn yêu thương, ủng hộ bé Loan, quan tâm lắng nghe, lên tiếng bảo vệ lẽ phải, tin vào công lý, thực hiện mọi việc theo quy định của pháp luật, bình tĩnh giao tiếp tích cực trên không gian mạng và chờ đợi kết quả. Đó ha. Đợt này là toan rồi, toan rồi. À, 30 luật sư cộng thêm cô Trương Thị Hòa nữa. Thì vậy bởi vì người ta nói ở lành mà được chú phù hộ phải không? À, xui khiến sao mà ai cũng yêu thương hết, tới luật sư mà người ta còn tranh giành để mà đi bảo vệ cho Hồng Loan nữa. À, còn nhiều hơn những cái vụ án lớn nữa cô chú anh chị. Bởi vậy làm một cái chuyện mà gọi là trái lương thường đạo lý thì người ta bức xúc, và cái đây là thể hiện cái sự mà lên tiếng của tất cả mọi người, không chỉ là những cái người dân bình thường mà thậm chí là những cái vị luật sư họ đang học những ngành luật hoặc là những luật sư đang làm việc họ cũng rất bức xúc trước cái chuyện mà em gái mà đi tranh giành tài sản với con của anh mình và chà đạp con anh mình, thậm chí là muốn đưa con của anh mình vào ủ tờ thì đó đâu điều đó không ai chấp nhận được. Vậy mà còn lên nói rằng là con gái là con nuôi, rồi là nói rằng đây là đứa bất nhân bất hiếu bất nghĩa, nói chung là chà đạp con người ta không một chút thương tình, rồi tranh giành hết những cái gì thuộc về Hồng Loan đó. Mà Hồng Loan quý vị thấy đó, nếu mà có dã tâm là từ đầu đã không để câu chuyện này đi quá xa, cũng không để những người này thì kêu gọi để mà trục lợi rồi. Nhưng mà tại vì những cái người này lòng tham quá nhiều quá, còn chưa muốn đủ, chứ chưa muốn dừng. À, tiền nổi cái tiền quyên góp thôi rồi không chịu nữa, rồi tiền là xây mộ, rồi tiền thắt rồi quý vị thấy rồi, còn muốn tranh giành hết tài sản nữa thì dồn người ta vô đường cùng thì người ta phải quay lại để người ta bảo vệ bản thân thôi. Chứ đừng có nói rằng là đây là âm mưu để tranh giành tài sản, tại vì tài sản đó vốn là thuộc về Hồng Loan và giấy tờ đó sang cái tên Hồng Loan rồi, sao gọi là tranh giành tài sản được, đúng không? À, đây là một tin đầu tiên mà Tiến muốn cập nhật và chia sẻ đến cho cô chú anh chị, để cô chú anh chị một số người lo lắng cho Hồng Loan á thì bớt lo lắng nha. À, thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái thông tin thứ hai. Thì đây là những cái lời nói của ông Sạc, quý vị nghe ông Sạc nói về cái số tiền sao kê nha. Không nhớ lấy đầu thai giờ mà tiền lớn tiền đâu ra, mà không ai nói là tiền của tôi hết á. Vị nghe kỹ nha, nghe lại nha. Trời ơi, bây giờ thấy ông ca sĩ tuần qua mà bro tên với mà tặng này tặng kia, là tôi thì có một cô đó cổ cũng quen thân lắm, cũng là nghệ sĩ, cái cô có sót cái nick của mình, cô chặn nick lại tự nhiên hả, tôi đâu có làm gì đâu, một cô chặn chi vậy, cô không chặn tôi cũng chặn cô hả. Nghe lại nha cô chú anh chị. Ừ, chửi nữa mà bắt tôi cứ kêu cậu sao kê, mà bây giờ tôi biết tôi sao kê cái gì trời. À, tôi đi mua nước đá bữa hổm đó, mà tôi mua nước đá, tôi mua nước, rồi bữa cúng tôi vợ cúng mua đồ chai hết mấy 1-2 triệu, không biết là không nhớ gì quá, là biết cái rạp tôi mướn hết 4 triệu đó. Giờ không nhớ lấy đầu thai giờ mà tiền lớn tiền đâu ra, mà không ai nói là tiền của tôi hết đó. Trời ơi, bây giờ thấy ông ca sĩ tuần qua mà bro tên với mà tặng này tặng kia, là tôi thì có một cô đó cổ cũng quen thân lắm, cũng là nghệ sĩ, cái cô có sót cái nick của mình, cô chặn nick lại tự nhiên hả, tôi đâu có làm gì đâu, một cô chặn chi vậy, cô không chặn tôi cũng chặn cô hả. Quý vị thấy không, nói chuyện nhảm nhở ghê không.
Thì đầu tiên xin nói như thế này nè, đừng có đánh đánh cháo khái niệm. Sao kê ở đây là sao kê cái tài khoản ra, tài khoản kêu gọi á. Không biết sao kê làm sao vì nó giống như ngây thơ quá à. Nó giờ không biết sao kê làm sao hết trơn á. Trời ơi, giờ ngây thơ quá à. Bây giờ đứa nó học cấp 2 nó cũng biết sao kê là sao kê như thế nào nữa, đúng không? Giờ đi ra ngân hàng sao kê cái số tài khoản mà mình đã để lên mình kêu gọi. Đó, cái việc đó đầu tiên. Cái thứ hai là ghi lại bữa giờ mình đã chi cái gì, cái gì, cái gì với số tiền mà mình sao kê ra đó. Đó, đơn giản vậy thôi. Muốn đá thì ghi muốn đá vô. Đó, gạt thì ghi gạt vô. Mà em nói thiệt cô chú anh chị nha. Bây giờ á, chắc cái chuyện mà đám tang á thì nhà nào cũng phải trải qua 1 đến 2 lần, đúng không cô chú anh chị? Và hầu như là mọi người đều biết là giả sử như trong cái đám tang mà giả sử mình chi mình mua cái gì thì thường thường là chắc chắn là sẽ ghi lại hết đó. Trừ khi là những cái vật nó nhỏ thôi, giống như là có vài 3.000 đồng hoặc 5-10.000 đồng thôi, người ta làm biến ghi thôi. Còn những số tiền khác là người ta sẽ ghi lại hết để sao, để người ta báo cáo cho tang chủ à, để sau này á ta trả tiền lại cho mình. Giống như là trong lúc tan gia mọi người chia nhau ra một mọi người một việc à, giúp đỡ cho tang chủ để mà lo chu toàn cái đám tang. Sau đó thì ta sẽ lấy những thông tin đó người ta trả tiền lại. Đó là một điều ai cũng biết chân á. À, mà giống như là cậu cậu giống như cậu sạc cậu không biết cô chú anh chị. Đó à, mà không ghi lại. Mà em nói thật sự có không ghi lại không? Có gì nếu có những cái điều đó phát sinh thì đã ghi lại rồi. Tại vì chứng tỏ rằng là trước đây quý vị thấy không, những cái tờ giấy mà ghi ngày ngày 5, ngày 6, ngày 7, ngày 8 mà của bên cô Sáu tung ra đó, đưa cho cái cô nhà báo tung ra đó, là chứng tỏ rằng ăn cái gì, uống cái gì họ đều ghi vô đó hết. Thì làm gì mà không ghi, tiền bạc mà, đúng không? Đó. Mà cái đó thì dễ rồi. À, bây giờ cái việc này sao kê nè, chứ đừng có nói coi sao kê mà không biết sao kê thì sao. Cậu ngây thơ quá, nhiều khi cậu ngây thơ quá à. Bây giờ mình muốn minh bạch đúng không, mình muốn không muốn liên quan thì bây giờ mình sao kê cái số tiền nó ra đó, mình ra ngân hàng à, cái số tài khoản tôi bảo kêu gọi nè, sao kê ra rồi có cái số đó rồi à, rồi thống kê ra chi tiết bảo mình nhận bao nhiêu tiền, xong rồi mình đã đưa ai và mình đã chi những gì, xong thôi mình tự nhiên mình được minh quan, tự nhiên mình được trả lại uy tín, tự nhiên mình được không còn mà bị kêu gọi là ăn trên cái xác chết nữa thì không phải vui hơn không? Tự nhiên lấy lại uy tín mà tự mình lấy lại uy tín được mà, tại sao mình không lấy? Còn hôm nay giả bộ như thôi sao kê gì cậu không biết sao kê cái gì rồi kia ba cái đó. Trời ơi em nói thật sự chứ. Tiền bạc mà sống nhớ rồi cô chú anh chị. Quan trọng là mình có muốn làm hay không thôi. Đó, vậy không? Đây là lý do, cũng đây cũng là một cái lý do mà họ tung ra họ nói rằng họ không sao kê. Có người thì nói rằng á, ở quý vị có thấy tôi mà kêu gọi trên truyền thông rằng là lấy cái này để mà kêu gọi, lấy số tài khoản của tôi để mà kêu gọi hay không này kia, nên tôi lấy gì phải sao kê, tôi cần gì phải sao kê. Em nói thật sự không cần gì phải sao kê, không cần người ta phải kêu gọi mình nữa, mà tự động mình sao kê khi mà cảm thấy rằng người ta đang nói oan cho mình, người ta đang nói mất làm mất uy tín của mình thì mình lập tức là đi sao kê. Tại vì sao kê đâu mất tiền đâu có chú vậy, mất nhiêu tiền đâu, vài 3.000 đồng mà mình chứng minh được cái sự trong sạch của mình trong cái thời điểm này mà mình chứng minh được thì người ta sẽ yêu thương mình lại thôi, đúng không? Mà nghĩ đâu 11 cái tên tới bây giờ không ai dám sao kê hết. Mỗi người đều có một lý do. Cô Sáu thì nói bây giờ là tự sao kê thì Hồng Loan tự liên hệ đi. À, mà không trời xui đất khiến sao thì Hồng Loan liên hệ bây giờ được 1 tỷ mấy rồi. Nghe nói là 1 tỷ 3 rồi. À, bữa giờ cô Sáu nghe nói 1 tỷ 3 chắc cô Sáu cũng rung mình rồi. 11 cái tên này cũng rung mình rồi nha cô chú anh chị ha. À, với 30 luật sư thì quý vị biết đi, đợt này sẽ làm cái việc này ra sáng tỏ thôi. À, không có nhân nhượng nữa đâu. Tại sao em nghĩ rằng tới thời điểm này trong lòng cô Sáu này cô vẫn nghĩ như thế này nè, nó sẽ không dám kiện là mình đâu, hoặc là nó sẽ không dám mà đưa mình vào con đường mà lao lý đâu. Tại vì sao? Tại vì á dù sao mình cũng là gì đó à, ra ngoài mốt giả sử như bại lộ ra mình lên mình khóc mình than chút xíu thôi, tha lỗi thôi à, nhưng mà đợt này thì khác nha, không phải riêng Hồng Loan đâu mà Hồng Loan đã ủy quyền cho chị Ni là làm tất cả các công việc, và chị Ni cũng nói rồi nếu mà Hồng Loan mà nhân nhượng thì chị Ni sẽ bỏ hết tất cả, nói chung là không giúp đỡ nữa và tất cả mọi người cũng không giúp đỡ nữa à, bỏ rơi Hồng Loan luôn đó. Thì bởi vì Hồng Loan mới nhất tâm là phải đưa cho chị Ni để mà tránh tình trạng là sau này sẽ lợi dụng một cái việc mà bà con á để mà khiến cho chị Loan mềm lòng của chú anh chị đó. Mấy bà hổm thì vị biết rồi là đã kêu cái người khác đến để mà khuyên à, kêu người khác đến để khuyên chị Loan thôi đừng có bắt
Sáu và mọi người sao kê nữa, mọi chuyện thì cứ ngồi xuống từ từ mà nói. Khuyên không được bây giờ chuyển sang là chơi là ngang ngược luôn rồi cô chú anh chị ha. Đó là cái thông tin tiếp theo. Thông tin thứ ba em muốn cập nhật cho cô chú anh chị thì đây có một cái chị là chăm sóc da, chị mới chia sẻ như thế này về câu chuyện là Võ Thị Hồng Loan 100% là con ruột của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Vậy chúng ta xem chị nói sao về cái sự việc chị nói nha. Mẹ của Hồng Loan cũng là tên Loan, nhưng bà ấy bị bệnh tim rất nặng, cho nên đã qua đời sau khi sinh Loan được 2 tháng, và kể từ đó thì Vũ Linh gà trống nuôi con. Lúc ấy ông bà ngoại của Hồng Loan không đồng ý cho mẹ Hồng Loan kết hôn với Vũ Linh, bởi vì họ thấy Vũ Linh nổi tiếng quá và họ sợ con gái của họ không có hạnh phúc, cho nên không đồng ý là như vậy. Tuy bị cha mẹ ngăn cấm nhưng mẹ của Hồng Loan và Vũ Linh vẫn lén lút yêu nhau và kết quả là có Hồng Loan ra đời. Mẹ của Hồng Loan nhỏ hơn Vũ Linh khoảng chừng mười mấy tuổi. Nếu còn sống thì năm nay bà ấy cũng khoảng chừng 50 mấy tuổi thôi. Nói về Hồng Loan thì tuổi thơ không có mẹ rất là buồn tủi, luôn bị bà Sáu đánh đập và ức hiếp. Nhiều người không, người nào cũng nói là người nào mà quen biết bà Sáu đều biết rằng tuổi thơ của Hồng Loan luôn bị bà Sáu này không. Tuy nhiên tuy là tiền của Vũ Linh đưa ra nuôi cả nhà, nhưng bà Sáu chuyên môn bắt Hồng Loan mặc quần áo thừa của con Hồng Phượng, và chuyện ăn uống của Hồng Loan cũng không được đàng hoàng như con Hồng Phượng. Bởi vì Vũ Linh phải đi hát xuyên suốt kệ để kiếm tiền nuôi cha mẹ và toàn bộ các anh chị em của Vũ Linh, trong đó có hai mẹ con bà Sáu và ông Tiểu Linh. Con Phượng rồi sinh ra đã ăn cơm của Vũ Linh rồi, mà chính Vũ Linh đã cưu mang và nuôi hai mẹ con nó cho đến khi Phượng rồi lấy chồng đó. Chính vì Vũ Linh thấy con gái Hồng Loan của mình bị bà Sáu Hồng Nhung ức hiếp và đánh đập, cho nên sau này mỗi khi Vũ Linh đi hát ở đâu là phải đem Hồng Loan đi theo tới đó là như vậy. Tôi thật chạnh lòng thương xót cho hai cha con Vũ Linh và Hồng Loan đã bị mẹ con Sáu bào siêng ăn nhát làm và đam mê cờ bạc số đề báo liên tục mấy năm nay, và đến bây giờ Vũ Linh đã qua đời rồi hai mẹ con Sáu bào và Phượng Ruồi vẫn không tha. Xin toàn thể cộng đồng mạng chúng ta hãy yêu thương và bảo vệ Hồng Loan là giọt máu duy nhất của Vũ Linh để lại trên trần gian này. Và đồng thời chúng ta hãy thẳng tay trừng trị bọn cền cền mẹ con nhà Sáu bào, Phượng Ruồi và Bảy Báo. Thì đây là của một cô chia sẻ ha. Thì thật sự ra mình không dám khẳng định cái thông tin này 100%, nhưng mà em thấy có mấy người, người ta từng là hàng xóm, người ta cũng chia sẻ cái nội dung y như vậy nè. Nói chung là cái câu từ nó viết thì khác, nhưng mà cái nội dung là y như vậy hết. Đó, thì một phần nào đó cũng giúp em có thể tin tưởng đây là sự thật nha cô chú anh chị ha. Mình không dám khẳng định. Đó. Rồi. Và lời chị Hồng Loan kể thì cũng 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 y như vậy đó cô chú anh chị ha. Đó. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ đến một cái bài đó là chuyện không ngờ đến nha cô chú anh chị ha. À, càng ngày càng hấp dẫn hay không cô chú anh chị, càng ngày càng có nhiều cái hay. Thì bạn Huệ Tâm bạn chia sẻ như thế này: chắc cô và HB không ngờ đến cái kết ngày hôm nay phải không cô? Chắc lúc đầu cô nghĩ Hồng Loan từ nhỏ đã cam chịu hết tất cả mọi việc, vì vậy cô và HB mới tính kế phủ đầu đúng không? Nhưng cô không ngờ bà Tiên Diệu Ni xuất hiện. Còn biết điều này con biết điều này không ngờ đến. Hiện tại cái quan điểm của cô là lỡ leo lên lưng cọp rồi, giờ không thể xuống. Đúng em? Thôi con khuyên cô đừng xuống tới phút cuối luôn nha cô. Cô biết sao mà bà Tiên Diệu Ni thương Hồng Loan không? Vì cái tính thật thà, chân thật, không biết lợi dụng, dù là bà mẹ năm con, không khá giả ở thời điểm này, công tâm mà. Ở thời điểm này nói công tâm là HB không bằng nha cô. Con biết bữa giờ cô cũng đuối lý lắm rồi, kiểu đuối mà cái nư quá lớn không nhận sai, chấp nhận đóng án phí cho lợi gan chứ gì. Này cô sai đó nha, dù lớn hay nhỏ, sai là phải biết sửa sai, xin lỗi còn mong có ngày được Hồng Loan cho chút đỉnh dưỡng già, chứ HB giờ hát hò gì nữa hả cô, ai nghe đâu mà hát. Này con nói thiệt đó, ai ai sao con không biết chứ, bản thân con HB xong vụ này 20 năm sau con cũng không quên nữa, và con sẽ kể hết tất cả cho con cháu của con nghe, và cấm tuyệt đối ở trong nhà không ai cho mở nhạc nào có tên HB hát luôn. Tính ra cái câu hùm chết để da, người chết để tiếng là đây.
mà người ta tiếng thơm còn đây là tiếng thúi quắc luôn đó. Thật sự ra thì em cũng suy nghĩ giống vậy cô chú anh chị. Tới thời điểm này thì quý vị thấy á, là không ai mà binh vực mà bảo vệ cho cái hành động mà đi tranh giành tài sản và muốn đưa cháu mình vào trong tù hết trơn á cô chú anh chị. Nhất là cái người anh đã bỏ ra biết bao nhiêu năm, biết cả cuộc đời, cái tuổi thanh xuân để mà đi làm kiếm tiền để mà trả nợ, cũng vì không muốn, thứ nhất là không muốn mắc tên tuổi, cái thứ hai á, là cũng không muốn em gái mình với em trai mình phải ở cảnh đầu đường xó chợ hoặc là phải trốn chui trốn nhủi vì nợ nần, cũng cố gắng hết sức để mà đi làm kiếm tiền trả. Mong rằng họ sẽ thay đổi được cái tính cách, họ sẽ làm ăn chân chính để mà thay đổi cuộc đời. Nhưng mà không ngờ rằng chú đã giúp đỡ bao nhiêu thì bây giờ họ lại trả ơn chú bằng cách này nè. Chú vừa mắc xuống là cái cô cháu gái mà chú thương nhất, chú nói là chiền nhân, thì bây giờ quay sang nói con của chú á, là con nuôi, rồi hai mẹ con lại đi tố cáo, đi kiện tụng con của chú không đó. Và họ quý vị thấy không, khi mà chú mắc đó, bây giờ đồ đạc trước đây ở trong ngôi nhà đó, bây giờ là họ nói của họ họ dọn đi hết trơn đó, để là cái ngôi nhà trống không, thậm chí ngôi nhà mà còn có lên tiếng là sở thú nữa, thì chú thấy như thế nào? Đây là những cái mà họ gọi là cạn tàu ráo máng đó, Hồng Loan cạn tàu ráo máng đó, họ gọi là Hồng Loan tấn công đó. Cái này gọi là, nếu em nói thật sự ra, nếu mà Hồng Loan không lên tiếng thì mọi chuyện nó cũng xảy ra y như vậy thôi cô chú anh chị, mà nó còn kinh khủng hơn nữa. Tại vì sao? Tại vì họ biết rằng Hồng Loan là cam chịu và Hồng Loan sẽ không dám nói, không dám ho he gì cả. Cái việc mà quý vị cứ nghĩ đi, trên đời như thế đâu có ai mà cha đưa cha mình về mà phải quỳ gối xuống để mà xin, quỳ lại xin. Là quý vị biết rằng là Hồng Loan ở trong nhà là không có, nói chung là không được xem trọng rồi. Tới vậy đó thì quý vị thấy như thế nào? Mà cũng nhờ đâu sao riêng cái hồn chú linh thiêng khai khẩu sao mà cô cháu gái nói như vậy mà nhiều người ta mới biết được đó. Quý vị thấy không? Đó, bây giờ thật sự ra cái sự nghiệp của cô cháu gái này coi như là toang rồi. Bây giờ cổ cứ đeo đuổi theo cái việc chứng minh là Hồng Loan là con nuôi hay con ruột, nhưng mà bây giờ người ta đâu còn quan trọng là con nuôi hay con ruột nữa, đúng không? Bây giờ người ta chấp nhận dù là con nuôi con ruột gì á, chúng tôi vẫn yêu thương Hồng Loan, đúng không? Đó, con nuôi con ruột gì á thì cũng không có xóa bỏ cái quyền mà thừa kế tài sản của Hồng Loan hết đó. Dù con nuôi hay con ruột hay Hồng Loan có bất hiếu, Hồng Loan có bất nghĩa với cô. Tại sao bất nghĩa với cô nè? Trả lời cho những thành phần nè. Nếu mà cô á, mà sống với cháu á, xem cháu như cháu ruột, đối xử với nó một cách đàng hoàng á, thì đâu có kiểu mà Hồng Loan đối xử với cô mình như vậy. Cái này gọi là gì, gieo nhân nào gặp quả đó, đúng không? Tự nhiên bây giờ Hồng Loan là cái người mà bị kiện, Hồng Loan là người bị tranh giành tài sản, rồi Hồng Loan là cái người mà bị lấy hết đồ đạc trong nhà, rồi lấy hết di vật của ba người ta, rồi bị nói là con nuôi, rồi tùm lum thứ hết trơn. Rồi bây giờ nó kêu người ta phải im lặng ha, im lặng mới không là cạn tàu ráo máng ha, kêu ở chung với con người đó trong nhà ha, mình đã ở chung được chưa mà mình nói như vậy, đúng không? Gặp người khác người ta còn dùng chỏ chà, người ta quét ra nhà không có chi, mà giống như Hồng Loan không có để mà mắng chửi trước cửa nhà giống như vậy đâu. Nói thiệt á, Hồng Loan là quá hiền luôn cô chú anh chị đó. Thì đây nè, đó quý vị thấy cô cháu gái thương cậu nè, biết cậu bệnh do hút thuốc đó, tặng lần nhiều đó đó cô chú anh chị, tình thương đó đó. Thì đây cũng là một số những nội dung mà ngày hôm nay muốn cập nhật và chia sẻ đến cho cô chú anh chị. Cô chú anh chị thấy hay nhấn like, subscribe và chia sẻ giúp em nha. Em xin mến chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những bản tin tiếp theo.